Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngày sau đây. EU nhất trí bổ sung hơn 5 tỷ USD vào quỹ viện trợ Ukraine. Các nước EU đồng ý bổ sung 5,5 tỷ USD vào quỹ dùng để chi trả cho hoạt động cung cấp vũ khí cho Ukraine sau nhiều tháng tranh cãi. Đại sứ các quốc gia liên minh châu Âu EU đã đồng ý trên nguyên tắc về việc cải tổ cơ chế hòa bình châu Âu, EPF để hỗ trợ Ukraine với ngân sách 5 tỷ euro, khoảng 5,5 tỷ USD trong năm 2024. EU duy trì quyết tâm hỗ trợ lâu dài cho Ukraine và đảm bảo nước này có được các thiết bị quân sự cần thiết để tự vệ. Bỉ, quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, thông báo trên mạng xã hội X ngày 13 tháng 3 sau cuộc họp của EU tại Brussels, Bỉ. EPF được EU tạo ra năm 2021 là công cụ ngoài ngân sách nhằm tăng cường năng lực của EU trong ngăn chặn xung đột, xây dựng hòa bình và củng cố an ninh quốc tế. EU nhất trí dùng EPF để viện trợ Ukraine sau khi chiến sự tại quốc gia này nổ ra cuối tháng 2 năm 2022. Trong đó, những nước thành viên chuyển giao vũ khí và đạn dược cho Kiev sẽ nhận lại được một phần chi phí từ EPF. Các quốc gia đóng góp vào quỹ theo mức phù hợp với quy mô kinh tế của mình Liên minh cho biết đã sử dụng quỹ để phân bổ khoảng 6,7 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine từ đầu xung đột. Thông điệp đưa ra rất rõ ràng, chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine bằng mọi cách để giúp nước này giành chiến thắng, Joseph Borin, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU nói. EU đạt thỏa thuận bổ sung ngân sách cho EPF sau nhiều tháng trì hoãn vì vấp phải phản đối của Pháp và Đức. Hai quốc gia này đứng đầu khối, Berlin đề nghị mức đóng góp của nước này cho quỹ cần phải được bù trừ với các khoản hỗ trợ song phương riêng của Đức dành cho Ukraine. Trong khi đó, Pháp yêu cầu chỉ bồi hoàn tiền cho vũ khí viện trợ được chế tạo tại châu Âu, được cho là nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất vũ khí nội khối và giảm phụ thuộc về quốc phòng với Mỹ. Các nhà ngoại giao cho biết Đức đã được EU chấp nhận đề nghị của mình Pháp cũng hài lòng với cam kết rằng các nước EU sẽ ưu tiên mua vũ khí, đạn dược sản xuất tại châu Âu, trừ trường hợp đó là loại vũ tài không sẵn có ở châu Lục. Thủ tướng Ukraine Denis Simhan hoan nghênh khoản đóng góp bổ sung cho quỹ EPF. Cảm ơn Joseph Borin vì sự hỗ trợ không ngừng của ông cho Ukraine trên con đường hướng tới chiến thắng, ông Simhan nói. Khoản hỗ trợ mới được công bố trong bối cảnh Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trên chiến trường. Một phần do thiếu vũ khí đạn dược, sau khi viện trợ từ phương Tây sụt giảm. Quân đội nước này giữa tháng 2 tuyên bố rút khỏi thành trì Adipka ở tỉnh miền đông Donetsk nhằm bảo toàn mạng sống của binh sĩ, do bị lực lượng Nga áp đảo hoàn toàn về năng lực khai hỏa đạn pháo. Mỹ ngày 12 tháng 3 đã công bố gói viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Song hơn 60 tỷ USD viện trợ khác vẫn đang mắc kẹt tại Quốc hội do vấp phải phản đối của phe Cộng hòa. EU tháng 3 năm ngoái đã cam kết sẽ viện trợ cho Ukraine 1 triệu viên đạn pháo 155mm sau 12 tháng, nhưng dự kiến chỉ có thể đáp ứng được một nửa con số này. Trong khi đó, Séc vẫn đẩy mạnh nỗ lực riêng trong việc hỗ trợ Ukraine. Nước này hiện vẫn dẫn đầu liên minh gồm 18 nước được thành lập nhằm mục đích mua đạn pháo từ các nước ngoài châu Âu để viện trợ cho Kiev. Thủ tướng Séc Petr Fiala hôm 8 tháng 3 cho biết, Lô đầu tiên gồm 300.000 viên đạn sẽ được bàn giao cho Ukraine trong vài tuần tới. Chủ tịch Hạ viện Mỹ đổi ý về viện trợ cho Ukraine. Lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cho biết sẽ đưa dự luật viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine ra bỏ phiếu sau nhiều tuần kiên quyết phản đối. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng hòa hôm 14 tháng 3 cho biết dự luật viện trợ bổ sung cho Ukraine và Israel sẽ được đưa ra bỏ phiếu riêng rẽ trong vài tuần tới. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy phe Cộng hòa ở Hạ viện dường như đã nhượng bộ trong vấn đề viện trợ cho Ukraine. Trong nhiều tháng qua, phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện Mỹ từ chối thông qua dự luật có điều khoản viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine. Yêu cầu khoản hỗ trợ cho Kiev phải được gắn với vấn đề an ninh biên giới hay cải cách nhập cư của Mỹ. Nguồn viện trợ bổ sung cho Ukraine phụ thuộc vào cách chính quyền cải cách luật an ninh biên giới Ông Johnson từng yêu cầu quyết liệt trong thư gửi Nhà Trắng tháng 12 năm 2023. Hạ viện Mỹ cương quyết không chịu nhượng bộ khi Thượng viện đề xuất một dự luật mới. Trong đó, đưa ra điều khoản kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, như yêu cầu Tổng thống Joe Biden đóng cửa hệ thống tiếp nhận người tị nạn của Mỹ nếu các cuộc vượt biên bất hợp pháp vượt ngưỡng nhất định. Sự cương quyết của phe Cộng hòa khiến khoản viện trợ cho Ukraine tiếp tục bế tắc. Trong bối cảnh nước này hứng chịu nhiều khó khăn trước đà tiến của Nga trên chiến trường, tuyên bố hôm 14 tháng 3 của chủ tịch Hạ viện Johnson dường như đảo ngược quan điểm cứng rắn trước đây. Điều này có thể khiến Johnson trở thành mục tiêu bị phe cực hữu trong Đảng Cộng hòa, những người chịu nhiều ảnh hưởng từ cựu tổng thống Donald Trump công kích trong những tháng tới. Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene hồi tháng 1 cảnh báo sẽ kích hoạt cuộc bỏ phiếu phế chuất ông Johnson khỏi chức Chủ tịch Hạ viện nếu ông trình dự luật viện trợ bổ sung cho Ukraine lên Hạ viện. Chúng ta không thể viện trợ cho Ukraine, bà Greene nói. Nhấn mạnh đó là điều tuyệt đối không nên làm. Đây cũng là quan điểm được cựu Tổng thống Trump đưa ra, người tuyên bố Mỹ không nên viện trợ thêm một xu cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể rơi vào tình thế khó khăn nếu bà Green hoặc bất cứ nghị sĩ Cộng hòa nào đệ trình kiến nghị bãi nhiệm ông. Thế đa số của phe Cộng hòa tại Hạ viện hiện chỉ còn 5 phiếu do hạ nghị sĩ Ken Buck đột ngột từ chức. Tổng thống Biden hồi tháng 10 năm 2023 kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách 106 tỷ USD cho an ninh quốc gia. Trong đó, ràng buộc khoản viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine với 14 tỷ USD hỗ trợ cho Israel trong chiến dịch trả đũa Hamas. Tuy nhiên, những đề xuất từ Nhà Trắng đều không thể thúc đẩy Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ cho Ukraine và Israel, khiến tình trạng này kéo dài tới năm nay. Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine với hàng chục tỷ USD viện trợ an ninh và liên tục cam kết ủng hộ Kiev đến chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên hoài nghi về khả năng Mỹ duy trì nguồn hỗ trợ này cho Ukraine. EU nêu thời điểm chiến sự Nga-Ukraine sẽ được định đoạt Quan chức hàng đầu EU nêu ra thời điểm mà ông cho rằng chiến sự Nga-Ukraine sẽ được định đoạt. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Joseph Barin, hôm 14 tháng 3 cho rằng việc đảm bảo gói viện trợ mới của Ukraine là không thể chờ đợi vì kết quả của cuộc chiến giữa Moscow và Kiev sẽ được quyết định vào mùa xuân và mùa hè năm nay. Giữa lúc nội bộ Mỹ đang tranh cãi về gói viện trợ 60 tỷ USD, ông Borin thúc giục, bất cứ điều gì cần làm, nó cần được thực hiện nhanh chóng. Đúng là như vậy, chúng tôi phải tăng tốc, chúng ta phải tăng cường hỗ trợ, phải làm nhiều hơn và nhanh hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tăng cường năng lực sản xuất quân sự. Và điều đó cũng đúng với Mỹ, ông nhấn mạnh. Ông nói thêm, những tháng tiếp theo sẽ mang tính quyết định. Nhiều nhà phân tích dự đoán một cuộc tấn công lớn của Nga vào mùa hè này và Ukraine không thể đợi cho đến khi có kết quả của cuộc bầu cử tiếp theo ở Mỹ. Trong một bài trả lời phỏng vấn truyền thông Tây Ban Nha hôm 15 tháng 3, ông Borin đã bình luận về lời kêu gọi của giáo hoàng Francis. Tuần trước, giáo hoàng cho rằng Ukraine nên thể hiện lòng can đảm bằng cách dương cờ trắng và bước vào cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Đức Thánh Cha đã bước vào một khu vườn nơi không ai mời ngài, nhưng việc kêu gọi Ukraine đầu hàng không chỉ là mong muốn hòa bình. Ông Borin nhận định, bày tỏ sự không ủng hộ với lời kêu gọi của giáo hoàng. Ông Borin tin rằng bây giờ không phải là thời điểm cần thiết để đề nghị Ukraine đầu hàng, ngược lại đây là thời điểm chúng ta cần tiếp tục giúp đỡ cho Kiev. Phát biểu của giáo hoàng đã nhận được sự quan tâm của nhiều chính trị gia châu Âu. Họ coi bình luận trên là lời kêu gọi Ukraine đầu hàng Nga. Bình luận về lời kêu gọi của giáo hoàng, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng, một người mạnh mẽ luôn đứng về phía tốt và nhấn mạnh lá cờ của Ukraine không phải là lá cờ màu trắng, mà là lá cờ duy nhất mà đất nước này sẽ sống chết và sẽ chiến thắng vì nó. Chúng tôi sẽ không bao giờ dương cao bất cứ lá cờ nào khác, ông Kuleba tuyên bố. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết họ ủng hộ mong muốn của giáo hoàng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev và nhấn mạnh Nga đã nhiều lần kêu gọi thương lượng. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm nhưng chưa có dấu hiệu lắng xuống. Cả hai bên đều khẳng định luôn để ngỏ đàm phán nhưng với những điều kiện nhất định. Moscow nêu rõ, đàm phán chỉ diễn ra khi Ukraine chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận sự kiểm soát của Nga đối với một phần lãnh thổ ở Ukraine. Trong khi đó, Kiev tuyên bố không chấp nhận đóng băng xung đột hay nhượng bộ lãnh thổ với Nga. Chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế đối với công thức hòa bình mà Kiev đưa ra trong đó yêu cầu Nga rút hết quân khôi phục đường biên giới của Ukraine. NATO cấp tên lửa cho Ukraine tấn công hạm đội Biển Đen Nga Tổng thư ký NATO xác nhận Ukraine đã sử dụng tên lửa do NATO cung cấp để tấn công các tàu hải quân Nga ở Biển Đen. Một trong những chiến thắng lớn mà Ukraine đạt được là có thể đẩy lùi hạm đội Biển Đen của Nga và phá hủy nhiều tàu khác, đảm bảo một hành lang rộng mở từ Odessa tới Bosporus. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 3. Ông Stoltenberg thừa nhận một số hệ thống rất quan trọng trong việc mở hành lang này do các đồng minh NATO cung cấp. Hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu tổn thất nặng nề sau các trận tập kích của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nga đã kiểm soát Crimea kể từ khi sát nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014, nhưng Kiev tuyên bố sẽ giành lại. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant hồi tháng 12 năm ngoái cho biết Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó, đồng thời tuyên bố sự thống trị của Nga ở Biển Đen đang bị thách thức. Dmitry Plotenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine hôm 6 tháng 3 cũng nói rằng, Ngày 1 tháng 3, hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột. Các cuộc tấn công dai dẳng của Ukraine, trong đó Kiev thường sử dụng máy bay và xuồng không người lái của hải quân cũng như tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp đã đẩy Nga về phía đông Biển Đen, đe dọa an ninh của Moscow xung quanh bán đảo Crimea. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Green Budanov, đầu tuần này tuyên bố các cuộc tấn công gần đây của Kiev vào Crimea đang mở đường cho một chiến dịch nghiêm túc nhằm vào bán đảo do Nga kiểm soát. Tổng thư ký NATO cảnh báo sai lầm lịch sử Phát biểu tại hội nghị ở Brussels, ông Stoltenberg nhấn mạnh Ukraine đã chứng minh được khả năng đánh bại Nga trên chiến trường và vẫn duy trì cuộc chiến cho đến nay nhờ sự trợ giúp chưa từng có của các nước NATO. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO cảnh báo Kiev đang hết đạn. Ông kêu gọi các thành viên trong khối huy động lực lượng dự bị và thể hiện ý chí chính trị để cung cấp cho Ukraine mọi thứ cần thiết nhằm tiếp tục cuộc chiến. Tất cả đồng minh cần phải hành động nhanh chóng, ông Stoltenberg nhấn mạnh đồng thời nói thêm rằng mỗi ngày trì hoãn đều gây ra hậu quả thực sự trên chiến trường ukraine đây là thời điểm quan trọng và sẽ là một sai lầm lịch sử nghiêm trọng nếu để nga thắng thế ông stoltenberg nói đồng thời cho biết một kết quả như vậy sẽ nguy hiểm cho tất cả chúng ta ông stoltenberg cho rằng bất chấp những nỗ lực của nga nhằm đóng cửa nato khối này vẫn tiếp tục phát triển kết nạp thêm phần lan và thụy điển trong khi ukraine đang tiến gần nato hơn bao giờ hết Moscow đã nhiều lần cảnh báo việc NATO tiếp tục mở rộng về phía biên giới Nga và khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO là một trong những lý do chính khiến Nga triển khai chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng. Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng cuộc xung đột Ukraine là vấn đề sống còn đối với Moscow, trong khi đối với phương Tây, đó chỉ đơn giản là vấn đề cải thiện các vị trí chiến thuật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo